Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn giải chi tiết đề số 4, đề thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Câu số 1 là câu phát âm là ED. Chúng ta lưu ý chúng ta có 3 cách phát âm ED. Cách thứ nhất chúng ta phát âm là it. Đối với các động từ tận cùng là chữ tờ và chữ đờ. Cách thứ hai chúng ta phát âm là chữ tờ. Đối với những động từ mà tận cùng là chữ apt, chữ x, chữ k, chữ sh, chữ ch, chữ s, chữ p, chúng ta có cách để nhớ đó là phía xa kia sao trội sáng bừng để nhớ. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp còn lại, chúng ta sẽ phát âm là d. Như vậy câu A chúng ta sẽ phát âm là handicapped, câu B chúng ta sẽ phát âm là advantage, câu C chúng ta phát âm là organized, câu D chúng ta phát âm là compromise. Như vậy câu A là đáp án của chúng ta. Câu số 2 chúng ta sẽ đọc như sau: blazer. Câu B blazer. Câu C failure. Câu D measure. Như vậy câu C chúng ta đọc là ear. Vậy đáp án là câu C. Câu số 3 là câu nhấn âm. Chúng ta có câu A đọc sau: broaden, nhấn âm 1, persuade, nhấn âm 2, reduce, nhấn âm 2, explain, nhấn âm 2. Như vậy đáp án của chúng ta là câu A. Câu số 4 chúng ta nhấn âm như sau: rectangular, rectangular, nhấn âm 2. Câu B confidential, confidential, nhấn âm 3. Câu C conservative, nhấn âm 2. Câu D political, political, nhấn âm 2. Và đáp án của chúng ta là câu B, nhấn âm 3. Còn câu A, câu C, câu D là nhấn âm 2.